Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái máy đo đa năng Condo 7021. Coi đo được TDS, muối với lại nhiệt độ nha. Cái máy nó có vali nữa. Cho lên dưới này rồi. Mình sử dụng video pin và máy chính. Máy cũng đơn giản thôi. Con Condo nha, Isado. Rồi cách sử dụng cũng đơn giản thôi, bật nguồn trực tiếp lên. Đây là nút nguồn nha, cũng nó cũng là nút calip. Đây là nút giữ là chế độ, nút giúp giữ chế độ rồi nè. Đo bao nhiêu mình giữ là mình bấm lại, còn đây là nút thay đổi đâu gì đâu. Con này sẽ đo độ muối nè, BBM nè nha. BBM nè. Hướng vô một cái nè. Độ dẫn nè. Và cũng không có đo nhiệt độ. Nha. TDS. Đó là đo TDS nè. Cùng với đo TDS luôn. Qua tới đây nè. Đó. Ok, mình chỉ có mình nhúng và mình đo thôi. Đó. Nó là đồ bị đo nó BBM nha. Đó. Độ hơi cao. Rồi. Đó. Chỉ vậy thôi. Canh lít thì các bạn sẽ đè đúng, khi mà nhúng các bạn nhúng như chất chuẩn và các bạn đè canh lít này nè thì nó sẽ canh lít cho mình đó. Đó, khi mà chuẩn ấy canh lít cho mình đó. Vậy thôi rồi, ok.